sân đua ngựa. Sáng sớm có mấy đứa nó tập. Đi tập thể dục buổi sáng. Hôm nay trời nắng đẹp. Cái này là sân đua ngựa ở Mulan. Mulan La Dê. Ở đó có người. Người lớn. Có mấy đứa nít. Đây là rừng. Trang xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Bonjour tout le monde. Trang xin chào, on va couvrir. Mình đi dắt sáng đi tập thể dục. Đi vélo. Mấy người đam mê cưỡi ngựa sáng sớm là người ta tập rồi, hình như người ta tập cho ngựa ha, ta tập cho Sylvan nó phốc ha. Ở bên kia nguyên một dĩ là Sylvan đầy hết trơn. Đây, sáng sớm à, yên tĩnh là không có bóng người. Giờ này cũng 9 giờ chứ. Thôi mình continue tiếp tục. Đường nào cũng làm lại nữa cho sáng sớm chạy xe đạp. Đây bữa hổm đất kiểu như cỏ không. Lâu quá không đi, bữa nay đi đổi mới hết. Này Mulan giàu quá, năm nay chắc đóng thế mệt. Làm đường tùm lum hết. Quá chừng đẹp. Mát, sáng sớm đi mát gì. Wow, đi tới đó luôn kìa Selena. Biết đó đi đâu ha. Giờ cái đường đó kìa. Nhiều đường quá, chỗ tùm lum. Đường này nữa nè, biết đi đâu nè. Rộng lớn. Mai mốt làm xong rồi mình đi thử rồi đi hết mấy cái đường này coi đi ra đâu. Ừ, biết đi đâu nè, quá chừng đường luôn. Đó nó bít rồi. Làm đường xi măng để cút tê nè, xe nè, trở lại đi cút tê nè. Nhà dắt đi vô rừng như rú. Sáng sớm đi mát. À, thấy bông nó mọc kìa nè, quá chừng đẹp luôn không? Natuen nè. Quá chừng luôn, nguyên một rừng bông. Ở đây 3 4 năm rồi mới biết chỗ này. Ôi là bông đẹp quá Selena. Ôi là bông vàng kìa. Này nó nở hết. Phải nó búp búp à. Mình hái về chân á sẽ đi nè ha. Này bà mami kia bà có đi tới đây chưa không biết. Bà đi với hái bông. Quá chừng cái đường đẹp. Hai bên bông. Giống chuyện cổ tích quá. Quá chừng bông. Có lập phơm, lập gì đây không? Hay cây cối. Con đi trước cái xe nè. Chạy, cản nè, té. Quá chừng bông.
giống như người ta trồng nó mọc tự nhiên. Có một loại bông mà chắc nó rụng hột, nó bay, nó mọc. Quá chị. Selena dắt đi tới đâu? Dục mát mẻ. Ngày nào cũng chạy gì khỏe. Sao con nó không biết đường này? À vâng, Sài Gòn đây đông có ghê. Mais là, il faut faire attention, ok? Pourquoi? Parce que il faut pas que tu sois trop près de moi. Ah bon? Parce que en fait, t'as, tu descends, tu montes, tu plates, il y a des virages, il faut faire attention. Oh là là, vậy thôi tắt, tắt không quay hả? Mai mốt mua cái đồ để đây quay giờ cầm một tay chạy, một tay cầm chắc té quá. Ouais. Mais... À, mình xuống hả? Mình xuống mình chạy qua cái nền quay tiếp. Sáng sớm. Bởi vì mami cũng đi đó, mình chở ra cái đường này. Chở ra cái đường đua ngựa, nãy là Huyên sân đua ngựa mà nó ở khúc cuối. Ôi, đây cũng có sân tennis. Ôi, kìa xin đi nè. Mình quay kìa. Ừ, kìa cái mobile lâm ít cái caravan nó bự à. Đó cầu một cái vân đẹp xanh 20. Bên kia cũng có một cái bự nữa ha. Đó, chỗ vào tua đó. Bởi ghê. Cái này chắc lắm bằng inox. Cái này về cửa hàng, cái chỗ đây mấy người ta làm cái gì. Ở bên kia đường đó, nãy nó đi xuống đó đó, Serena. Ờ, nó làm chỗ qua đường bên đó. Mình làm tour rồi. Mình trở lại ban đầu rồi. Xe cứu quả kìa. Rồi xe bên bê xe cứu quả. Xe bên bê nó gọn ghê. Xe chữa cháy. Nắng quá phải xe này phải tục. Tiếp tục ở đây, đây chỗ sân đá banh. Xe cứu quả 18 Ditwit Bedekin Sikua Stong Vistam. Sáng làm tour, trời nắng lên, giờ nắng lên. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Làm xong một tour thể dục. Bây giờ đi chạy về. Xe đi nè. Bất phóc. Không quay cái cầu. Sau 2 tiếng tập thể dục về đói, ăn sáng, làm gói mì với ăn cái trứng. Ai muốn mập thì ăn nhiều, ai muốn ốm thì ăn ít.
Ở Pháp này muốn ăn là lăn vô bếp, không có tiệm quán gì giống bên mình. Dọc đường muốn ăn ghé ăn, muốn Ở uống ông ghé thấy uống. về ăn gói Đi mì mệt thì về tự lăn vô hai bếp ốm nấu thì thành ăn. mập, ai mập thì thành ốm. Salad và màu giá mà có giá, giá hiếm rào. Thể dục và đói người làm tồi. Đi Nam muốn bự hay nhỏ, muốn gồ hơn mét. Gồ thì mong về đất. Donc ça va me suffire moi. Lát chuông. Nước nhiều mì T'aimes les goûts? Quand on met un bac au bac à une mì mi-hoy, quand